căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 155/QĐ-HĐ-QT ngày 19/3/2003 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, căn cứ thông tư số 59/2015-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động.